Cao điểm nắng nóng, ngành điện kêu gọi toàn dân tiết kiệm điện. Đường sắt chạy thêm tàu giảm giá vé đến 30% dịp hè. Xuất hiện tình trạng lừa đảo dịch vụ xóa nợ xấu. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin tiêu dùng của truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam được phát trên các nền tảng số của VOV TV Tiêu Dùng. Khi mùa nắng nóng bắt đầu, lượng điện tiêu thụ thường sẽ tăng gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi bình thường. Chính vì vậy, mới đây, Bộ Công Thương vừa tổ chức hội nghị phát động tiết kiệm điện toàn quốc năm 2023. Còn các địa phương cũng đã có những hành động cụ thể để tiết kiệm điện. Cụ thể, thành phố Hà Nội kêu gọi người dân thực hiện nhiều giải pháp tiết kiệm điện như áp dụng đèn LED, giảm bất giờ chiếu sáng không cần thiết tại đường phố, các tòa nhà trụ sở, hệ thống chiếu sáng quảng cáo. Ngoài ra, Hội chữ thập đỏ thành phố cũng dự kiến sẽ kích hoạt các điểm trú nắng tại 8 quận: Cầu Giấy, Ba Đình, Bắc Từ Liêm, hay Bà Trưng, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Long Biên, Thanh Xuân trong mùa hè năm 2023. Điểm tránh trú nóng được thiết lập cố định hoặc di động tại những nơi lao động làm những công việc tự do, thường xuyên phải đi lại dưới nắng hè gay gắt, đồng thời đảm bảo yếu tố tiện lợi cho người dân dừng chân để nghỉ ngơi. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân đã có văn bản yêu cầu tắt hoặc giảm 50% công suất chiếu sáng trước 22 giờ đêm, còn sau 22 giờ thì tắt toàn bộ. Việc này được thực hiện khá nghiêm túc ở các khu vực trung tâm thành phố. Còn với thành phố Đà Nẵng, địa phương này đã đề ra mục tiêu tiết kiệm 10% tổng điện năng tiêu thụ trong quý 2 và quý 3 năm 2023 so với mức sử dụng điện bình thường. Hoạt động chiếu sáng quảng cáo ngoài trời đèn tín hiệu giao thông phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 30%, tắt 100% chiếu sáng trang trí và chiếu sáng quảng cáo từ 20 giờ hàng ngày. Thưa quý vị, mới đây, công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, đường sắt sẽ tổ chức chạy thêm đôi tàu khách thống nhất SE11, SE12 giữa Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh trong dịp hè nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Cụ thể, từ ngày 8 tháng 6 năm 2023, tàu SE12 xuất phát ga Sài Gòn lúc 13 giờ đến ga Hà Nội lúc 3 giờ 10 hai ngày sau. Tàu SE11 xuất phát ga Hà Nội lúc 13 giờ 20 đến ga Sài Gòn lúc 3 giờ 30 hai ngày sau. Tàu dừng tác nghiệp đón trả khách tại nhiều ga dọc tuyến Bắc Nam như Tháp Tràm, Nha Trang, Đà Nẵng, Huế, Đồng Hới. Đường sắt áp dụng nhiều chương trình giảm giá lên đến 30% như hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 20 ngày trở lên được giảm từ 20 đến 30% giá vé. Hành khách mua vé tập thể từ 11 người trở lên được giảm từ 3 đến 11% giá vé. Hành khách mua vé cứ hồi được giảm 5% giá vé lượt về. Ngoài ra, các chương trình ưu đãi giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội, sinh viên, đoàn viên công đoàn, các đơn vị lữ hành đăng ký chương trình kích cầu du lịch năm 2023 cũng được áp dụng. Thưa quý vị, có nhu cầu vay vốn tiếp tục kinh doanh, nhưng gặp khó vì có nợ xấu tại một số tổ chức tài chính. Nhiều người tìm tới dịch vụ xóa nợ xấu trên mạng Internet và bị lừa tiền. Sau Covid-19, nhu cầu tín dụng của người dân doanh nghiệp tăng cao để phục vụ tiêu dùng, phục hồi sản xuất kinh doanh. Chính vì vậy, dịch vụ xoán nợ xấu hay che nợ xấu ngày càng được quảng cáo rộng rãi phổ biến dưới nhiều hình thức. Nhiều người cả tin thanh toán với mức phí lên tới cả chục triệu đồng nhưng sau đó không nhận được bất kỳ phản hồi nào và cũng không thể liên lạc với họ. Theo các chuyên gia, nợ xấu được ghi nhận theo các quy trình hết sức chặt chẽ của Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia CIC và không dễ dàng để một tổ chức cá nhân nào can thiệp. Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia cũng khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không tin vào những lời chào mời giới thiệu các dịch vụ che nợ, xóa nợ xấu. Cơ quan này cũng đề nghị khi cần tư vấn giải quyết các vấn đề liên quan khiếu nại, khách hàng hãy liên hệ qua đường dây nóng 1800 585 891. Lễ hội trái cây Nam Bộ sẽ diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 31 tháng 8, có sự tham gia của nhiều tổ chức hữu nghị với nhiều nội dung hoạt động hấp dẫn. Lễ hội trái cây Nam Bộ 2023 lần đầu tiên tham gia của hội nghị Việt Nam ASEAN, Việt Nam Ấn Độ, Việt Nam Indonesia, Việt Nam Campuchia cùng những chương trình giao lưu nghệ thuật đặc sắc, tất cả sẽ mang đến màu sắc đa quốc gia cho mùa lễ hội thêm ấn tượng, mới lạ và độc đáo, góp phần thắt chặt tình hữu nghị, các quan hệ hợp tác đối ngoại. Trong khuôn khổ lễ hội còn có nhiều hoạt động hấp dẫn như chợ trái cây đặc sản với sự hội tụ của nhiều thương hiệu trái cây đặc sản nổi tiếng, hội thi trái ngon an toàn Nam Bộ với sự tham gia của nhiều nhà vườn đến từ 23 tỉnh thành, hội thi nghệ thuật tạo hình bằng trái cây. Tính đến năm 2023, lễ hội trái cây Nam Bộ đã trải qua 19 lần tổ chức. Đây là sự kiện văn hóa du lịch nhằm giới thiệu đến du khách nhất đẹp sắc, phong phú và đa dạng của các chủng loại trái cây vùng miền. Đồng thời, lễ hội còn là dịp tôn vinh những thành quả lao động trong lĩnh vực nông nghiệp của nhà nông, góp phần giữ gìn bộ môn nghệ thuật tạo hình bằng tránh cây độc đáo, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam. Thưa quý vị, mới đây Netflix cho biết sẽ tiến hành thu phí việc chia sẻ tài khoản tại hơn 100 quốc gia đang sử dụng dịch vụ này. Netflix đang bắt đầu mở rộng việc thu phí chia sẻ tài khoản của những người dùng chung nhưng không sống cùng nhà với chủ tài khoản thông qua việc theo dõi địa chỉ IP, ID của các thiết bị và các hoạt động khác của tài khoản Netflix. Hiện Netflix đang gửi email về quy định thu phí chia sẻ tài khoản tới khách hàng ở 103 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các email nêu rõ chỉ nên sử dụng và chia sẻ tài khoản Netflix trong một hộ gia đình. Khách hàng sẽ phải trả thêm một khoản phí bổ sung nếu có thêm một tài khoản chia sẻ khác nằm ngoài hộ gia đình. Netflix ước tính hiện có hơn 100 triệu hộ gia đình đã cung cấp thông tin đăng nhập của họ cho bạn bè và những người thân khác không nằm trong hộ gia đình. Tính đến cuối tháng 3, tổng số khách hàng trả tiền của Netflix trên toàn cầu là 232,5 triệu. Theo chính sách mới, những người trong cùng một hộ gia đình có thể tiếp tục chia sẻ tài khoản Netflix và sử dụng nó trên nhiều thiết bị khác nhau khi đi du lịch. Thông tin trên cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị đừng quên theo dõi những thông tin tiêu dùng mới nhất trên các nền tảng số của VOV TV Tiêu Dùng. Xin kính chào và hẹn gặp lại!